bây giờ xin mời quý bà con hãy cùng đến với tiết mục phóng dao. Không sao, đã có thuốc gia truyền, không sao. Em có sao không? Tất nhiên là có sao rồi. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau chứ. Anh coi tay tôi nè, có còn chỗ nào là không có thẹo do anh gây ra không? Anh xin lỗi. Xin lỗi? Anh suốt ngày chỉ biết có xin lỗi thôi à? Biết bao nhiêu lần tôi nói với anh, anh kiếm một công việc khác anh nuôi em đi. Cái nghề này nó cực quá. Tại sao anh không kiếm? Anh có biết là mấy cái vết thương này nè, nó không có bằng cái vết thương trong lòng tôi, anh biết không? Nhưng đây là cái nghề gia truyền mà em làm sao mà thay đổi được? Nghề gia truyền cái gì chứ? Vì cái lý do gia truyền này, anh không thể vì tôi mà cố gắng được hay sao? Không thể kiếm một cái gì khác vì tôi được hay sao? Tôi xin lỗi, nhưng tôi chịu hết nổi rồi. Em à, em là vợ của anh, em không được nói như vậy. Chính vì tôi là vợ của anh nên tôi mới có quyền nói. Tôi hỏi anh tiếp tục anh làm nghề này hay anh chọn tôi? Em đừng nói như vậy mà. Anh chọn nghề này hay anh chọn tôi? Anh... Tôi hiểu rồi. Được. Vậy thì tôi đi cho anh vừa lòng. Em chỗ.
nhà vô phúc. Ủa không, đúng, con hơn cha là nhà có phúc. Cha nuốt lưỡi lam, con nuốt kiếm. Ráng lên con. Đưa đâu? Không phải, nó giỡn thôi. Không, nó phải gái tôi đâu, nó phải gái tôi. Dạ. Dạ, kính thưa bà con của bác, con chỉ là góp vô cho tiết mục thôi. Dạ, sau đây cha con sẽ trình diễn một tiết mục rất là đặc biệt. À, quý vị nhìn xem. À, chúng tôi có một bộ bài, quý vị có thể chọn bất cứ một lá nào có thể ký tên vào trong đó. À, mời chị ký vào. Rồi, đặt vào giữa bộ bài đi, xào lên. Và đích thân tôi sẽ dùng con dao này để tìm ra lá bài mà chị vừa ký. Màn trình diễn bắt đầu. Một, hai, ba. Lên đi, mày làm cái gì ấy? Lên la lên, bán đồ, la lên. Lên. Chưa hết đâu. Quan trọng là lá bài này có phải là lá bài của chị ấy vừa ký hay không. Hồi nãy là cha, bây giờ tới con nè. Con làm biến mất ba ban giám khảo luôn. Cái gì? Thôi. Mày làm mất ban giám khảo rồi, ai chấm điểm cho mình? Bỏ đi. Dạ, sau đây là tiết mục cuối cùng mà đoàn ông Năm muốn gửi tới quý bà con cô bác. Đó là cửa tay. Con sẽ là vật thí nghiệm. Dạ, đây. Chưa. Giờ tay bạn của con là một con dao. Quý vị, nín thở mà coi nha. Từ từ thôi nhau. Wow, chảy máu rồi. À, không sao, đã có thuốc gia truyền. À, dạ đúng rồi, đã có thuốc gia truyền. Bôi vào là hết, đây. Bôi vào là hết. Yeah. Hơn thế nữa, bông gân chặt khớp, đắp vào là liệt luôn. À không, là hết thiệt luôn. Dạ, đấy. Đúng rồi. Máy vô. Quẹo lửa giùm con ơi. Bà con có bắt. Mày bán cái gì mà quẹo lửa? Quẹo. Dạ. Tao dễ trơn luôn rồi đó cha. Tại mày. Tại gì mà tại? Cha chỉ mấy cái trò con không thích thế nào á. Cha làm mấy cái trò mấy năm nay con coi hoài chán quá. Bây giờ á, cha làm một trò đặc biệt đi. Trò gì? Bịt mắt phóng dao. Không. Trời, cha chỉ cho con đi. Tao nói không là không. Cha nghĩ làm sao từ đó tới giờ mấy năm trời đi biểu diễn, người ta cười, người ta vỗ tay cho con một mình cha. Người ta có vỗ tay cho con không? Con không có biết đâu. Cha nghĩ cho con đây mà. Nha. Mày không có biết là vì cái chiêu này mà má mày bỏ tao đi không? Má mày chơi cái nghề này hèn. Nhưng má mày đâu có biết đây là cái nghề gia truyền từ ông nội và bà nội. Rồi tao quen má mày,
lên đền trên sông lấy kỹ nuôi thân, nhưng má mày nói không có hạnh phúc. Nếu mà cha nói cái nghề này là nghề gia truyền á, sao cha không truyền lại cho con? Mày nhìn cái tay mày đây kìa, chi chít vết sẹo gì. Tao đâu có muốn mày khổ giống như má mày đâu. Con không nghĩ giống má. Con nghĩ hả, sang hay hèn đâu phải là do nghề đâu, mà lỡ tâm nè. Má không thương hai cha con mình đó thì kệ má đi. Mày không có được nói má mày như vậy. Tất cả là tại tao hết á. Cha, cha, cha khỏe không? Không có khỏe cái gì hết trơn hả trời á. Cha khỏe đi. Khỏe nha. Đàn hát chơi. Thôi dẹp đi. Bây giờ cha cứ đàn đi là cha hết, con hết nói à đi nè. Đó đó. Thôi được rồi, để tôi. Muốn hát cái gì? Dạ. Rồi hát đi. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng ra qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng, nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi sương. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Nói chàng má đó hả, những lúc mà buồn buồn vậy đó cái là lấy đàn lấy trống ra để dụ dỗ tôi. Đâu có, hồi nãy giờ con chưa có dụ. Giờ mới dụ nè. Thôi dẹp đi con. Thôi mà con muốn học thiệt á. Dẹp đi, nghe lời ba dẹp đi nè. Ba mà không chỉ cho con á, con đi kiếm bà tả mù, con quăng thi tiêu mấy bà mới đó. Thôi, giao má không có chơi như vậy. Bác cầm, bà cầm đúng rồi nha. Bà con của bác ơi, bông bông xúc xắc xúc lại, vô. Xin thưa bà con của bác, ngày hôm nay là ông Năm lần đầu tiên trình diễn lại tiết mục Bình Bắc Phóng Giao. Cái con này, người ta thúc đầu quá trời kìa, chạy phóng đi. Hey! Cha thấy cha làm được hay chưa? Con nói mà, cha làm lại đi, người ta vô tay quá trời kìa. Nhanh lên. Được. Bây giờ tôi sẽ bịt mắt. Đúng rồi. Và lựa chọn một người. Chá kỳ quá vậy. Có ai lên không à? Có ai lên không? Chá. Người ta về hết rồi. Có ai không? Chá. Có người. Rồi ơi, người vô đây. Rồi dạ, bịt mắt ra lại nha. Rồi. Thôi, khỏi bịt mắt đi con. Cô đứng yên một con nha. Dạ. Dạ, kính thưa bà con. Kính thưa bà con. Gần lại tí xíu. Dạ, sau đây là màn phóng giao của cha con. Yeah. Go! Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm, rất quen nhau. Gặp lại nhau mặc dù niềm đau. Wow, bà đẹp quá bà ơi. Trời, bà đẹp quá trời. Cô chỉ cần đứng
có sao không? Em không sao. Dạo này cuộc sống em sao rồi? Em ổn mà nè. Gia đình mới của em có hạnh phúc không? Ở mình gia đình gì anh? Mà thôi, em có mua mấy cái áo em gửi anh với con, anh nhận cho em vui. Em đi anh ơi. Đến rồi, ăn bữa cơm rồi đi. Yến, kêu mẹ đi con. Kêu mẹ đi. Cha nói mày không nghe à? Đứng lên. Cái con này. Trời ơi. Anh đừng có đánh con. Nó làm như vậy là đúng rồi. Lỗi tại em. Em không có dám mong điều gì hết. Thì hai cha con khỏe mạnh là em vui rồi. Anh đừng có đánh con nha anh. Em đi nè. Để em đi. Thành được phần thi của mình với sự trợ diễn của ảo thuật gia Nguyễn Phương, nhóm Cascader Vũ đoàn ABC và bé Ruby.